nghĩ rằng là chính sách ngoại giao cây tre thì có thể phát huy tác dụng trong cái thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Nhưng bây giờ chúng ta đã bước vào một thời kỳ mới là thời kỳ hậu hậu chiến tranh lạnh, mà tôi tạm gọi là cái thời kỳ gọi là tranh chấp Đông Tây mới. Vì trong cái thời kỳ này, khi mà cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn nó trở nên ghê gớm như thế này, thì cái cây tre không phải là một giải pháp hữu hiệu theo tôi. Bởi vì là gió lớn thế này, tre không chịu bật gốc. Lại nói một cái hình tượng thì có thể nói là cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể bị con cấu trúc Trung Quốc gặm nhấm dần dần, chắc phải dùng biện pháp khác.